Và hồi xưa thì cái cách em nhịn ăn là em không ăn sáng. Thuốc giảm cân nè, cacao giảm cân nè. Cà giảm cân, thuốc bột Hàn Quốc giảm cân, nước chanh mật ong, tập thể dục. Rồi và cái cuối cùng tôi kể. Đi tập gym rồi đó, rồi trà giảm cân, nhịn ăn cũng nhịn ăn rồi nè. Viên thuốc mà gọi là hạn chế hấp thụ chất béo cũng uống rồi nè. Gheo giảm mỡ. Thoa dầu xong rồi ha, em nịch cái bụng em lại em đi làm. Đi làm xong về em mở ra cái em thở cái khì, cái bụng em tự trở lại. Channel. Và đây là chuyên mục Hỏi Xoay Đáp Xoay Giảm Cân cùng S Channel. Em nghĩ là cái phương pháp phổ biến nhất cho các nhịn ăn. Và hồi xưa thì cái cách em nhịn ăn là em không ăn sáng. Thuốc giảm cân nè, trà giảm cân nè. Ê, trà giảm cân có nha. Có mà. Có, nhà em hồi xưa uống trà giảm cân nha. Cacao giảm cân nè. Tại vì nghe đồn là trong sô-cô-la đen là có cái gì đó đúng không? Cái hộp nó nghĩ là tăng cơ giảm mỡ, tôi tin nó thôi, tôi đâu có biết nó có tác dụng đâu. Ra không phải em, nhưng mà em biết là có bạn em là tới mức mà hả, ăn bông gòn luôn á. Cái gì vậy? Ồ, ăn bông gòn luôn. Với lại có phương pháp là uống nước. Detox hả? Kiểu như uống nước detox như là cả tuần uống nước đúng không? Uống nước detox cả tuần luôn. Cả tuần uống nước, chỉ uống nước thôi. Đó. Nhịn ăn sẽ là giảm cân. Đúng. Xong sau đó là tập thể thao, đi tập gym rồi đó. Rồi trà giảm cân đó, vậy đó mọi người. Rồi mình thử hết rồi đó, nhịn ăn cũng nhịn ăn rồi nè. Viên thuốc mà gọi là hạn chế hấp thụ chất béo cũng uống rồi nè. Và gần đây nhất là tập gym. Em thì cũng rất là nhiều, như là trà giảm cân đã rồi nè, thuốc giảm cân loại một viên có rồi. Rồi tập thể dục thì cũng kiểu bữa nay nay có mày có vậy đó. Trà giảm cân, thuốc bột Hàn Quốc giảm cân, nước chanh mật ong, tập thể dục. Rồi và cái cuối cùng tôi kể. Nhưng mà lười tập luyện thì mình sẽ dùng những cái biện pháp chẳng hạn như là sủi giảm cân nè, mấy cái viên trong ống sủi, xong rồi mình dùng cả những cái ống bột như thế này này. Còn gì nữa không? Từ sủi này, thuốc này, trà. À, gheo giảm mỡ. Thì em mua cái chai gheo mà bôi lên bụng xong rồi cái nó nóng 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 á. Nhưng mà em gặp em là người thích dùng dầu gió, nó nóng nóng, em thích cái cảm giác đó nữa. Nên em thoa dầu xong rồi ha, em nịch cái bụng em lại em đi làm. Đi làm xong về em mở ra cái em thở cái khì, cái bụng em tự trở lại. Rồi còn mình thì cũng chưa dùng biện pháp giảm cân nào. Có một lần mình có uống thuốc giảm cân, nhưng mà cái thuốc đấy nó là thuốc ở thiên nhiên ấy, dầu dừa. Đọc không kỹ, người ta ghi là thuốc hỗ trợ giảm cân. Dùng mình không giảm cân, mình cứ ăn gà rán rồi ăn fast food các thứ thì nó không hỗ trợ được, nên là nó không có tác dụng gì cả. Gặp anh bay hay buồn nữa chứ, mà anh bay buồn là anh bay phải ăn gà rán. Hồi xưa là em với mẹ em mua cùng nhau mua một cái gói, một cái hộp trà giảm cân rất là đắt tiền. Ủa hai mẹ con cùng uống luôn? Hai mẹ con cùng uống luôn. Trời ơi. Tại hồi xưa là tôi rất là béo, mẹ tôi thì luôn luôn béo. Cái hộp trà đó đó, lúc mà mới bắt đầu uống thì mình cảm thấy rất là hiệu quả. Thế là mình giảm ký liền. Và ban đầu là mình không có để ý được là tại sao lại nó thần kỳ như vậy. Nhưng mà về sau khi mà mình nhận thức lại ha, mình bừng tỉnh một chút á, thứ nhất là cái vị nó rất là dở. Nó có một cái vị mà nó xúc phạm cái vị giác của mình luôn á. Kiểu như là mình uống xong là mình cảm thấy là chán ăn. Và đã vậy nó còn khuyến cáo là uống trước khi ăn sáng nữa. Và khi mà mình uống cái đó xong á, thì những cái đồ ăn với mình trở nên rất là dở và ăn một cái số lượng rất là ít. Mình thấy cái này nó để cho một cái bạn có thói quen không có tốt, nó sẽ phá hủy cái vị giác của bạn, nó sẽ làm bạn cảm giác chán ăn. Cái này nó còn nặng mà khó trị hơn là bị béo phì nữa. Còn mình là mình dùng khá là nhiều loại thuốc giảm cân, nhiều hãng luôn nha. Giống như là mọi người biết cái cảnh là uống cái này xong mình giảm rồi cái hồi xấu tăng lại, giống như là bị lờn thuốc. Mình nghĩ là mình sẽ qua một cái loại thuốc khác nó mạnh hơn. Cái uống một hồi sau thì nó gây ra cái tác dụng là bạn ăn vào cái gì đó thì nó cũng sẽ kiểu buồn nôn ra ngoài, là ăn dùng cứ thải ra á, kiểu là kiểu hơi mệt quá, không có muốn ăn, không còn sức sống, không còn để ỏi luôn đúng không? Không làm được một cái gì nữa luôn. Tập gym thì nói chung là cũng duy trì được một tuần thôi. Tập thì ok, tập chăm, có PT đốc thuốc thì chắc chắn là rất là chăm chỉ. Tức là mình giảm lượng mỡ, tăng lượng cơ, đó là một tín hiệu đáng mừng. Thật sự là ăn mấy cái ít liệu đúng không? Tốn kém cực kỳ luôn. Xong rồi nói chung còn mấy cái kiểu như là detox, thải độc nè. Đó, rồi cà phê, rồi trà giảm cân thì ban đầu nó làm cho mình một cái cảm giác là mình trời ơi, mình đang giảm cân rồi mà cũng không phải làm gì cả, thật là thích quá. Nhưng có vẻ về sau á, kiểu như mình lờn cái thuốc đó rồi á, mà khi mà bỏ rồi á, nó giống như là nó sẽ tăng trở lại á. Bà thầy uống thuốc giảm cân xong bà kêu là ý được lắm, cũng mua thử mọi người, tại lúc đó kiểu sắp đi chơi đi Hà Nội hay gì á, xong thấy kiểu cũng giảm được vài lạng á, xong có nghĩ là cũng hợp lý ha, thử mà kiểu bị mệt trong người, tại vì biết là nó phản khoa học á, nhưng mà cái gì nó càng phản khoa học mình người, mọi người cứ bia rầm rộ á, thế là mình cũng quyết định mình thử. Nhưng mà thôi mọi người đừng thử nha, không giảm được xíu nào hết trơn á.
trà giảm cân nè, là mình coi trên mạng xong mình cũng bắt chước mình mua, mình uống xong cuối cùng mình phát hiện là nó giúp mình ngủ ngon quá. Đó, coi như là uống là cho ngủ ngon rồi đó, không giảm một tí nào trơn á. Còn thuốc giảm cân, thuốc này là chị Thư cho, mà chị Thư là nghe con Giang kể là cái thuốc này uống có tác dụng, uống xong cái không có tác dụng gì hết. Rồi tập thể dục. Trời ơi, tập thể dục mập lên nha. Mình vận động nhiều thì cơ thể mình nó thiếu, nó rất là cần hấp thụ dưỡng chất, mình ăn vô là nó sẽ hấp thụ hết. Mà mình làm cái nghề này mình đâu có ăn kiêng được. Rồi xong mình lên 5kg luôn. Còn em thì do là lần đầu tiên mà em trải nghiệm tới giảm cân á, là em uống thuốc thì cái độ mạnh nó đã mạnh rồi, nên là khi mà em uống trà nó không có tác dụng với em. Tự nhiên có một thời gian em ôn thi 12 mình mập á anh. Lúc đó em cũng đang tham gia một cuộc thi. Cái em quyết định là em sẽ uống một cái loại nó super mass hơn. Thì em thấy bạn em nó uống, tại vì nó giảm được tới 10kg. Nó từ một đứa mập mà thành đứa ốm. Nên là em đặt thử. Mỗi lần mà uống vô cái người anh nó sẽ rừng rừng. Anh biết cảm giác đó không? Không. Ý là uống xong á, nửa tiếng sau là đã có tác dụng rồi, là người anh nó sẽ lạnh lạnh hết người lên luôn. Xong từ đó là anh sẽ không muốn ăn cái gì hết. Anh ăn á chỉ có 2 muỗng thôi là anh sẽ không muốn ăn nữa. Có một lần đó em uống, nhưng mà kiểu chắc em bị sốc thuốc á. Em ói, em phải xin nghỉ làm ở một cái chỗ là trước em làm. Xong mà hôm đó là em ở nhà em chỉ có ói trong nhà vệ sinh thôi, mà từ đó xong là không bao giờ em uống lại cái chỗ thuốc đó nữa. Không có ai nên uống cái thuốc đó hết nha. Như cái trà giảm cân của em á, thì em nhớ là trong một tuần mà giảm được 2-3kg là chuyện bình thường. Lúc mà dùng cái thuốc giảm cân đó thì không có dùng thường xuyên, nhưng mà giả bộ như là hôm nào mà canh trước Tết là sẽ uống nước trước một tuần. Tại vì nó giảm được liền luôn. Và thì mọi người tưởng tượng đi, trong cái tuần đó mình ăn uống không ngon, mình ăn gì mình cũng cảm thấy là nó không có kích thích cái vị giác, thì mình sẽ rất là dễ giảm xuống ký. Thì mình nói mọi người đừng nghe mà mọi người ham, tại vì á, sau cái tuần đó thì mặc dù là mình ngừng thuốc rồi, nhưng mà uống có đó xong vô cái tuần Tết á, thì mình nhìn đồ ăn Tết mình không có muốn ăn. Nó nhìn nó dở lắm, không có ngon lành gì. Nguyên cái trải nghiệm cái ngày Tết đó của mình nó cũng hơi bị không có vui lắm, tại vì mình không có thèm đồ ăn nữa. Còn mình thì nói chung là cái phương pháp nào thì nó cũng hiệu quả đó, nhưng mà nói chung là nó tốn tiền đó, và nó không duy trì được lâu dài. Cho nên là mình chọn cách là đi tập thể dục đi. Đi tập thể dục đi. Đúng rồi, không có một cái đường tắt nào đến với thành công hết. Cái con mắt đo lường cân nặng của mình tốt nhất chính là mẹ mình. Hôm nào mà tình cờ gặp nhau đó là mẹ em, nay mẹ thấy con ốm đó, kiểu vậy luôn á, đó. Đó là mẹ em nhìn rất là hay mà đó. Hôm nay con bao nhiêu ký rồi, cân thử coi. Đó là biết là hôm nay lên ký. Là đúng đó, kiểu đúng vậy không? Vậy. Còn cái trà giảm cân á, kỷ lục luôn nha, là 6kg. Kinh thiệt luôn á. Mà em nghĩ do một phần lúc đó là em cũng hơi stress nữa. Cho nên là nói chung hai cái cộng lại nó mới ra cái thuốc cân đó. Nhưng mà bị một cái là rất mất ngủ, là thức tới 2-3 giờ sáng luôn á. Bị cái kiểu đó khoảng một tuần á. Còn mình thấy đến cho đến hiện tại bây giờ, cái mà giảm cân tốt nhất của mình vẫn là cái chặng đường tập luyện bây giờ của mình á. Giảm được 4kg mà trong đó tăng lên 1kg cơ. Tính ra cũng giảm được khá, và kiểu mọi cơ thể nó khỏe khoắn, nó thoải mái hơn ấy. Và nó cũng ăn được, ngủ được, chứ nó không có bị mệt hay gì hết. Bản thân mình khi mà khuyên mọi người khi mà giảm cân ấy, thì tốt nhất là cứ làm những phương pháp giảm cân mà khoa học lành mạnh đã chứng minh. Nói chung là mình thấy là chủ yếu là giảm được hay không là do chế độ ăn uống. Đúng. Rồi kiểu hoạt động sinh hoạt lành mạnh, điều độ thì nó sẽ có hiệu quả. Nhưng mà tất cả các cách thì hầu như mà cảm thấy là không có cái cách nào hiệu quả hết. Cho tới cái cách cuối cùng là mình thất tình. Trời ơi, tuần đó là tao ăn dưa hấu, tao sống hàng ngày á mày. Ghê không? Thất tình ghê lắm. Tọt cái quần này cũng vừa cho, ghê lắm. Nhưng mà chắc chắn là nếu như các bạn dùng những biện pháp mà nhanh nhất á, thì sẽ có để lại một hậu quả cho các bạn là ảnh hưởng rất là nhiều về sức khỏe. Nên là dù sao đi nữa thì mình thấy nói thì hay cũng hơi tình. Gượng miệng chúng ta á, là tập thể dục đi mọi người. Không, chúng ta hãy thất tình. Rồi mình cũng có một biện pháp giống Châu Giang, đó là đi tập. Châu Giang người ta tới đâu rồi đó. Thì thứ thành công nhất của anh đó là truyền cảm hứng cho Châu Giang đi tập, còn anh thì không tập. Cái hồi mới vào Sài Gòn anh cũng tập rất là chăm và giảm cân thật, nhưng mà kiểu như là có bồ cái á, không có. Nhưng mà không bồ, anh vẫn đi tập mà. Không, bồ anh cũng mập à. Đừng có bồ, thất tình. Đừng có ăn là không mập chứ gì. Tôi thì vẫn chọn phương pháp là nói chung là mình sống vui, mình sống khỏe là được. À còn mình còn có một cách để cho các bạn không hấp thụ đồ ăn, là khi mà các bạn được ăn á thì các bạn đừng có kiểu như món ăn này ngon quá, thật tuyệt vời khi mà chúng ta được ăn. Nhưng không, các bạn hãy kiểu như là tỏ ra khinh thường đồ ăn đi. Ăn cho có vậy thôi á, mọi người cứ nghĩ vậy trong đầu á, thì mọi người sẽ giúp cho cơ thể của mình giảm hấp thụ lại. Thì có nhiều. Nhưng mà sẽ có nhiều trường hợp là bạn bè rủ ăn mà chúng ta không từ chối được á, thì chúng ta hãy sử dụng một chiếc tai nghe chống ồn Huawei FreeBuds Pro 2 để không nghe bạn mới ăn thì ta giá đi. Mua một chiếc tai nghe Huawei FreeBuds Pro 2 thì cũng là một trong những biện pháp giảm cân ở chốn văn phòng nha mọi người. Tai nghe Huawei FreeBuds Pro 2, tai nghe chống ồn đỉnh cao, từ lúc đeo tai nghe này sẽ không còn nghe được ai rủ đi ăn uống nữa cả, vừa giảm cân lại vừa tiết kiệm được tiền. Mua ngay tại 7-Eleven nhá.